Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cà phê sáng chào lại với quý vị và rất nhiều quý vị đã vào Facebook hỏi thăm Ngọc Lan về cái tin tức liên quan đến settlement bồi thường thiệt hại liên quan đến hồ sơ cá nhân quý vị bị tiết lộ đó. À, trước khi Ngọc Lan gửi đến quý vị cái link và chi tiết nữa đó, bởi vì có nhiều người hỏi thắc mắc chưa kịp vào. À, thì tin tức này, khi hồi nãy chúng tôi tường trình để chiết tính ra mỗi người có thể nhận được về bao nhiêu đó, thì chúng tôi đùa, chúng tôi nghĩ rằng nếu toàn bộ 150 triệu account tức là những người vào Facebook hoặc là có Facebook rồi đó 150 triệu người đều điền đơn để yêu cầu nhận được tiền bồi thường đó thì mỗi người được 3 đồng tuy nhiên đó chỉ là cái ước tính thôi tuy nhiên số người càng ít điền đơn bao nhiêu đó cái số tiền càng lên bấy nhiêu bởi vì ít nhất là khoảng 400 triệu Mỹ Kim sẽ được chia đều cho toàn bộ một trăm mấy chục triệu các đó ở tại Mỹ này lẽ đương nhiên một trăm mấy chục triệu bởi vì nó chỉ tính người công dân Mỹ mà thôi và một account mà thôi tức là một cái địa chỉ và một cái email thế thôi chứ còn quý vị có nhiều cái account nhiều cái email và chỉ có một địa chỉ thì và chưa hết cái tiền này mặc dù gửi về bồi thường đó vấn đề thuế má chắc cũng không có gì cả nhưng mà an sinh xã hội nhiều thứ khác nữa cho nên có thể số tiền nó vượt quá 3 đồng <laughs> nhưng mà tìm cái link nó ở đâu ra. Ok, hồi nãy nhiều khán giả hỏi đó, tại vì cái link mà nói tên cái link nó dài lắm. Quý vị đơn giản nhất, quý vị chỉ cần vào Google. Yeah. Google ha. Quý vị gõ chữ Facebook. Rồi hồi nãy anh Thủy có hướng dẫn đó, quý vị gõ chữ Facebook uh, Facebook set the Nhưng mà nhiều quý vị sẽ không biết cái chữ như thế này. Dễ à. lắm, quý vị gõ chữ Facebook xong rồi quý vị chỉ cần để cái dấu là 725. 725 tức là 720 triệu đó bảy oh. trăm uh, triệu quý vị chỉ gõ vậy thôi là nó nhảy lên liền quý vị cứ bấm vô đó, rồi nó đó. sẽ ra một loạt luôn tất cả các bài báo liên quan đến tin này wow. và bất kỳ bài báo nào họ cũng có để cái, cái link. link đó hmm. quý vị ví dụ như ngọc lan bấm đại vào trong một cái cái bài báo CNBC. đó thì quý vị sẽ thấy yeah. vô đây sẽ có là hướng dẫn nè oh. uh, enter a claim rồi bấm vô đây là nó sẽ nhảy ra bất kỳ trang nào những cái link của các tờ báo này đều có, quý vị vô rồi điền thông tin vô Rồi hồi nãy có quý vị hỏi đó là tôi không xài Facebook từ năm 2007 Mà tôi bắt đầu xài Facebook từ năm 2022 có được không? Dạ được, tại vì người ta nói là từ thời gian là từ ngày 24 tây tháng 5 của 2007 Cho đến ngày 22 tây tháng 12 của năm 2022 có nghĩa là trong khoảng thời gian đó quý vị xài thời điểm nào cũng được chứ không phải là tất cả ừ. rồi ngay cả quý vị nào mà đã mở Facebook của năm ví dụ năm 2010 quý vị mở Facebook sau đó quý vị đóng Facebook đi thì cũng được quý vị cũng được miễn quý vị trả lời tất cả các câu hỏi ở đây mà các câu hỏi ở đây thì nó đơn giản lắm như ừ, nãy mình. Ngọc Lan chỉ nói đó chỉ là yes or no rồi như phải là công dân Mỹ mới được phải là công dân Mỹ người ta có hỏi câu đó quý vị có phải yeah. là công dân Mỹ không quý vị bấm vô là yes or no thôi quý vị là công dân mỹ trong cái khoảng thời gian đó nha quý vị tức là 2007 cho đến 2022 đó Chứ, quý vị tức có là phải bồi là... thường cho công dân mỹ sinh sống ở tại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian đó nhưng yeah. mà nếu mà có một cái Facebook thì thắt account Đúng. nó thì được hết chúc quý vị may mắn và mong rằng số tiền sẽ vượt quá 3 đô la <laughs> như yeah. vậy mình sẽ mua được một tô phở thay vì một tô cháo chúng tôi trở lại với phần tin tức thiên tai vào thời điểm này cả bao nhiêu triệu người từ phía nam Florida cho đến vùng phía bắc, vùng đông bắc và vùng trung tây của Hoa Kỳ. Và đây là cái hình ảnh vào tối ngày hôm qua, 7 giờ 41 phút ở tại Oklahoma. Oklahoma, Kansas là bị cái cái cơn lốc xoáy này và cái hiện trạng cái cơn lốc xoáy này nó sẽ còn tiếp diễn nữa thưa quý vị. Cho nên là những cư dân Việt Nam có người sống ở Kansas cũng có người sống ở Oklahoma mặc dù ít thôi Nhưng mà họ nói rằng cả một hệ thống vào thời điểm này chúng ta cũng biết Khi mà xuân sang rồi bắt đầu bước vào mùa hè đó Khí hậu ở phía Bắc Canada mùa lạnh đó nó vẫn còn ảnh hưởng Rồi bắt đầu cái khí hậu từ vùng vịnh hoặc là Đại Tây Dương Cái luồng khí nóng nó đi vào nó trộn với nhau thế là nó tạo thành đó, lóc cuốn tức là những cái khu vực nào vùng đồng bằng là bị ảnh hưởng hết luôn thưa quý vị phần lớn là từ vùng trung tây từ Colorado, dọc theo uh, Kansas, Missouri, Oklahoma kinh hoàng luôn ít nhất là hai người thiệt mạng hàng chục người khác bị thương tính đến sáng ngày hôm nay ngoài ra họ còn nói Nebraska và phía bắc của Texas cũng như Iowa cũng bị luôn và cái cơn lốc xoáy này đã gây ảnh hưởng rất lớn. Rồi à, 20 người cho đến giờ 20.000 người cho đến giờ phút này vẫn không có điện. May mắn là thời tiết lạnh nó cũng đã qua rồi, bây giờ thì so với mùa đông thì nó, nó ấm áp hơn rất là nhiều. Nhưng đó cũng là nguyên do dẫn đến các tình trạng lốc xoáy này. Cư dân ở Florida đó thì trong mấy ngày qua, đến hôm nay thì đỡ rồi thưa quý vị, nhưng mà quý vị nhìn thấy đó, Uh, South Florida tức là Fort Lauderdale rồi phía phía nam đi xuống nữa từ Miami đi xuống đặc biệt cũng ở Miami luôn rất nhiều cây xăng người ta phải xếp hàng dài và nhiều người cũng ta thán về cái tình trạng này chúng tôi gửi đến quý vị cái tin tức liên quan đến lũ lụt đó cách đây một tuần tuần trước thì ảnh hưởng của lũ lụt đã khiến nhiều cây xăng và cái hệ thống cung cấp xăng dầu bị ảnh hưởng do thời tiết. Cho nên uh, các uh, cái khu thì Florida nó rất dễ thưa quý vị từ cái vùng vịnh nè Dầu thường được cung cấp từ uh, Texas chạy sang và khi mà họ đi đó thì họ đi cả vòng cái vùng vịnh Mexico này để đi dọc theo phía nam cung cấp cho Florida, họ phải đi vòng như thế này. Florida lẽ đương nhiên có cái hệ thống uh, lọc dầu nhưng mà cũng phải chờ tàu dầu chứ. Thì đến ngày hôm nay các giới chức về năng lượng của Florida nói rằng à, quý vị yên tâm, dầu à, nó có đủ hết nhưng mà cái tiến trình mà đưa xăng từ cái nhà máy lọc xăng bởi vì vào cái thời điểm mà xảy ra lũ lụt đó nhiều cây xăng họ không hoạt động và đó là lý do nhiều người họ khi mà họ đổ xăng đó là cả bao nhiêu ngàn người đổ xăng một lúc. Thì cái chuyện gì xảy ra đâu có đủ xăng để cung cấp luôn. Cây xăng cũng chờ bồn xăng đi tới nữa. Thì họ nói rằng cái chuyện đó cần có thời gian thì trong mấy ngày qua các cư dân ở miền Nam từ Fort Lauderdale đã gặp khó khăn có, nghĩa là có xăng nhưng mà họ chờ đợi rất là lâu thay vì nghĩa là chạy vô các qua xăng liền. Thì ngày hôm nay họ nói rằng quý vị yên tâm. Thực ra đó thì từ ngày hôm qua đó tại các cây xăng đó, các xe bồn xăng đã có mặt rồi và hiện nay theo giới chức năng lượng của Florida họ nói rất nhiều tàu dầu đậu ở ngoài khơi Florida ngay lúc này. Cho nên cứ từ từ sẽ chuyển vào họ chấn an quý vị và không có cái gì vấn đề gì để quan tâm liên quan đến là thiếu hụt xăng cả. Yeah. Uh, anh Thụy đang nói về xăng, còn nhà Ngọc Lan nói tiếp về cái chuyện mà đi du lịch mà mình thuê nhà ở Airbnb, Airbnb tức là đây là một cái hình thức mới uh, nó xuất hiện trong thời gian gần đây thôi, nói gần chứ cũng nhiều năm nhưng mà trước đây ví dụ như người ta đi du lịch thì thì người ta ở khách sạn, khách sạn. Ừ. Uh, nhưng mà khi mà cái hệ thống mà Airbnb nó mở ra trên toàn thế giới đó, tức là người ta có những cái căn nhà dư oh, hoặc rồi. là có phòng dư, người The ta best. cho thuê cái phòng <laughs> hoặc là nguyên một căn nhà, yeah. uh, cái giá họ nói thường nó sẽ rẻ hơn rẻ là ở khách nhiều, sạn. Nhiều. Thường là như vậy. Ừ. Nhưng mà cũng có những cái chuyện dở khóc dở cười giống như hôm trước Ngọc Lan đã đưa cái tin là có một cái cặp nó đi qua bên uh, ở bên Nam Hàn đó, ở 25 ngày rồi muốn cancel hủy cái đó trước mà không chủ không cho thế Đúng là rồi, nó mở nước tùm lum rồi sau đó có một bản tin khác cập nhật nói là đó là cái cặp đó là người Trung Quốc ừ. rồi uh, cái số tiền không phải chỉ là 600 mấy mà nó lên đến một ngàn rưỡi hơn một ngàn rưỡi tiền nước la. không thôi nước điện gas nó mở hết mở ra hết. như vậy suốt ngày hai mươi bốn và sau cái tin đó thì bắt đầu bây giờ đó uh, bên uh, công ty Airbnb tổng công ty đó nó nói là uh, sau nhiều cái phản phản ảnh của người của khách hàng đó không phải là riêng cái vụ đó thì Airbnb sẽ họ sẽ bắt đầu họ coi lại để làm sao cái giá của những người thuê ở Airbnb nó không có vượt quá cái sức tưởng tượng của họ. Đúng Bởi rồi. vì á có những người ở trong này người ta viết ra rất là nhiều. Ví dụ như họ thấy rằng là cái giá đưa lên cho thuê đó là 262 đồng một đêm. Yeah. Nhưng mà họ ở hai đêm tại tại sao cuối cùng ra cái bill họ tưởng là chỉ có năm trăm mấy thôi nhưng mà nó cuối cùng nó nhảy lên Đúng là rồi. tới một ngàn mấy. Yeah. Nào là tiền À, Phi quét, không dọn, là khủng phí, khiếp, tùm lưng, nhiều lắm, nhiều cái đó họ không nói kiếm. là không có hợp lý, đó là rất là nhiều thứ thì chúng tôi sẽ nói thêm về cái vần này trong một cái chương trình khác. Chúng tôi muốn mà cũng nhìn thấy cũng hơi bị đau đau ruột đó là nhìn cái cái phí không thôi đó, yeah. quét dọn cũng tính vào mà mà khổ lắm nhiều lúc là mình cũng phải tự làm sạch sẽ trước khi mình rời đi, bởi vì họ nó nói rõ đó nếu mà để cho nghĩa là nó dơ giấy nhiều quá đó họ có thể chạc thêm mình. Với cái số tiền đó làm, làm sạch cái, cái căn nhà mình ở à, Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự thế giới Rất nhiều các tin tức liên quan đến quyền của người phụ nữ Và nhiều tin khác nữa Ngay sau phần quảng cáo này Và tạm chia tay với Ngọc Lan Hẹn gặp lại anh Thụy vào tuần tới Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai